Hello tất cả các bạn, lại là tôi, CubiChat đây. Như tiêu đề thì chat.com đã cho ba con mắt mới tự ứng dụng tiền chat diver. Ơ khoan đã anh Giai, em nhìn mấy cái này có giống thợ lặn đâu. Kệ mày. À quên, những con bắt này lại là những con số phần trăm chứ không phải số nguyên bình thường. Và điều đầu tiên tôi nghĩ đến phần trăm là số pin điện thoại của các bạn đang xem video này. Những con bắt này có số elo phần trăm là... là gì nhỉ? Bây giờ không lòng vòng nữa và tôi cũng sẽ show hành trình để đánh bại ba con bắt khỉ đó. Đầu tiên là Scanner, hay được gọi là máy quét. Tôi và con bắt này bắt đầu triển khai khai cuộc Italy Anh. Mọi thứ sẽ rất bình thường cho tới khi ông quét này đút thẳng mã vào mặt tôi. Vậy là tôi ăn với không một lời cảm ơn. Tôi tiếp tục tấn công đuôi vào F7, sời tiếp quân hậu, dồn vua, chiếu hết rồi GG. Vậy là tôi đã đánh bại con bắt này chỉ 18 nước với độ chính xác 96%. Tiếp theo ta đến với Fighter, hoặc là chiến binh. Anh bạn Fighter này chắc cũng đần đen mới chơi hậu F3 nhỉ. Chúng tôi đánh một hồi lâu nói chung thế trận cũng đang khá cân bằng. Đến khi anh bạn này cho tôi tấn công đuôi vào F2, không những thế anh này còn bo cho tôi nguyên con hậu luôn. Rồi một hồi lâu chúng tôi đã đưa thế cờ tàn hậu đấu mã tượng, và bằng sự cờ rồ xử lý tàn cuộc thì tôi cũng thịt hết quân và phong hậu chiếu hết một cách dễ dàng. Vậy là tôi đã đánh bại 2/3 con bắt mới này. Nhiệm vụ tiếp theo của tôi là đánh bại Pinsir. Thật lòng mà nói, con bắt này trông như qua hoàng đế. Để xem, mày có thắng được qua hoàng đế không nào? Ok, vua luôn. A few moments later. Để xem mày có chơi được khai cuộc này không? Tất nhiên là được rồi thằng gà. Xem ta thí mã nè. Nước đi sai làm kìa ha ha, chén thôi. Đừng khinh thường người khác, xem ta bắt xe nè. Đâu đâu, không sao cả, đó chỉ là một quân xe thôi. Đợi chút, xem ta hóa thằng liệu nè. Không ngờ lại gặp phải thằng liệu. Mọi chuyện đã quá muộn rồi, xem ta ra chiêu nè. Cảm ơn vì mấy con tốt nhé. Công nhận đã quá, hôm nay qua hết đát hay sao mà chơi gà thế nhỉ. Đa tạ vì con xe nhé. Hừ, để xem mày chơi tàn cuộc như nào. Ha ha, mất xe nhé. Nhưng thế đủ rồi, xem ta quét sạch tốt nè. Đuổi quân là bất lợi thế đó thằng gà. Kể tao, ha ha. Không nói nhiều nữa chơi này. GG, thua rồi nhá, mày xứng đáng bị tao thịt. Không, không thể nào. Quá đã. Ơ anh ơi, vậy alo thực của mấy con bắt này là bao nhiêu vậy? À, mình quên nói với các bạn lưu ván đấu rồi bấm vào lịch sử ván đấu là có nha. Như thế này này. Cảm ơn nha, mọi người nhớ đăng ký kênh CubiChat nha. Tạm biệt các bạn.